chào tất cả các bạn đã trở lại với shop dụng cụ tập bóng của Toàn. Thì hôm nay Toàn vừa mới mở shop ở Bình Dương. Thì hôm nay mình sẽ làm video để quay review của việc mình vừa mới về. Tình trạng bây giờ là mới khai trương shop là mới có 80% xong nên chưa có hoàn thiện là 100%. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu sơ qua cho anh em. Khi nãy anh em vừa vào anh em biết đấy, thì là cái dàn bao này là quay qua cái dàn bao chút xíu. Cái chương phía sau có đầy đủ các loại luôn, là bao 1m8, 1m7, 1m5, bao chai lê với lốp xe luôn. Đây phía sau nó cũng có luôn. Nói chung cái kho của mình còn nhiều lắm, chưa nói đâu cái vỏ bao nhé. Đây để cho mời tất cả các bạn đi xem vào nhé. Cái kho bên này còn rất chi là nhiều, những vỏ bao với lại bao cát rất chi là nhiều. Đây là những dụng cụ bảo hộ, ở trên này là những dụng cụ bảo hộ này. Đấy, găng này, găng boxing các loại, ít đấm, đoạn côn, đấy, bộ chỉ tay chỉ chân, những bảo hộ dụng cụ bóng hoàn xa, dây nhảy. Và đặc biệt không thể thiếu được là côn nhị khúc của bên mình này. Đấy, anh em xem này. Cái này là mới một phần thôi chứ mình còn rất nhiều. Mình còn nhiều lắm. Cái này là mới được một chút xíu mình trưng bày ra thôi. Ở dưới này còn rất nhiều nữa này. Còn hàng trăm cây ở trong kho nữa mình chưa lấy ra được. Chắc phải hơn 100 cây ở trong kho nữa. Còn rất chi là nhiều mà mình chưa thể trưng bày ra hết được. Đấy, mình mới làm sơ sơ tạm thời một chút xíu. Đấy, sơ sơ ra để đóng hàng cho khách. Tình trạng là mới có 50% là coi như là mình cảm thấy là hài lòng 50%, còn 50% là còn phải set up lại, là mình sẽ phải cải thiện lại hơn nữa, sẽ còn nhiều cái thay đổi nữa. Mong anh em sẽ ủng hộ Toàn nhiều hơn nữa nhé, để cho Toàn sẽ càng ngày càng ra nhiều cái sản phẩm tốt hơn, chất lượng hơn, đẹp hơn, phục vụ đến anh em đam mê võ thuật. Thì tình trạng này là mình mới có coi như là 50% là ưng ý thôi, chứ còn mình muốn để thêm côn và một số những dụng cụ nó nhiều hơn nữa. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video của Toàn. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Các bạn nào ở Bình Dương thì có thể qua chúng mình nhà mình mời cà phê nhé. Bây giờ mình đã về Bình Dương, anh em cứ ở Bình Dương cứ qua mình nhà mời trà và mời cà phê rồi anh em có thể tập thử luôn. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của Toàn. Xin chào và hẹn gặp lại.